Đây cô mới bỏ được một tuần hay đúng không? Hôm nay là À, 10, 10, 10 đúng rồi, ngày đúng nhỉ? rồi, 10 ngày. Cô lít nước sang sang cái này hết cỡ. Ở nhà có cộm được lắm không cô? Không. Rồi cái miếng ván này tốt rồi nhé. Vâng. Ngày hôm nay cắt chỉ cho cô, rất là đẹp luôn. Vâng, cảm thấy nó êm lắm. Mắt này thì không sao. À, sau khi cắt chỉ xong thì nó sẽ trong dần nhé. Hiện tại thì miếng vá này là hồng tốt này. Vâng. Okay. Xong một tuần.